Dự lễ kỷ niệm còn có Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, DSD Liên Hiệp Quốc, khóa 78 Dennis Francis, đại diện các tổ chức của Liên Hiệp Quốc, các nước thành viên Liên Hiệp Quốc, các tổ chức quốc tế, những người bạn thân thiết, gắn bó với Việt Nam và lãnh đạo các bộ, ngành, cán bộ Việt Nam đang công tác, sinh sống tại Hoa Kỳ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hơn 78 năm trước, Liên Hiệp Quốc được thành lập, phản ánh mục tiêu chung của nhân loại về một thế giới không còn chiến tranh, một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển. Cách đây 46 năm, Việt Nam đã gia nhập Liên Hiệp Quốc, tham gia chia sẻ, góp sức vào thực hiện những mục tiêu chung của Liên Hiệp Quốc, đúng như mong muốn đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong thư gửi tới Chủ tịch khóa đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 1946. Lịch sử hình thành, đấu tranh và phát triển của Việt Nam luôn gắn với các giá trị và các nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc, và là một phần trong dòng chảy chung của cộng đồng quốc tế, Thủ tướng khẳng định. Theo Thủ tướng, hành trình gần 8 thập kỷ lập quốc và gần 40 năm đổi mới đã chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam. Từ một nước tiếp nhận viện trợ, ngày hôm nay, Việt Nam có sản lượng xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Từ một quốc gia bị tàn phá bởi hàng thập kỷ chiến tranh, ngày hôm nay, Việt Nam đã có bước tiến dài trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ và mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Việt Nam ngày nay là một trong 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới, nằm trong nhóm 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất. Việt Nam ngày nay sẵn sàng chào đón bạn bè quốc tế, kể những câu chuyện mới về một đất nước hòa bình, ổn định, về một dân tộc cần cù, siêng năng, năng động, sáng tạo, đầy khát vọng những câu chuyện về một Việt Nam độc lập,